Giá heo hơi ngày 26 tháng 7, tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm, trong khi miền Nam đi ngang so với hôm qua. Hiện giá heo hơi được thu mua trong khoảng 58.000, 63.000 đồng 1 kg giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc, cụ thể, tại tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Hà Nam. Nam định giá heo hôm nay đồng loạt giảm 1.000 đồng 1 kg xuống mức 61.000 đồng 1 kg. Các địa phương như Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình giá heo hơi đi ngang, hiện đạt mức cao 63.000 đồng 1 kg. Còn tại tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang đang được thương lái thu mua với mức 62.000 đồng kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 61.000-63.000 đồng 1 kg giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên, cụ thể vàng miền có duy nhất tỉnh Thanh Hóa giảm nhẹ 1.000 đồng 1 kg xuống 61.000 đồng 1 kg, các địa phương còn lại không thay đổi. Tỉnh Hà Tĩnh, Lâm Đồng giá heo hôm nay đạt mức 61.000 đồng 1 kg, cùng được thu mua với mức 60.000 đồng 1 kg là tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Trong khi đó, heo hơi tỉnh Đắk Lắk, Bình Thuận đạt mức 59. 0.000 đồng, kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên đang dao động trong khoảng từ 59.000, 62.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại miền Nam, cụ thể, tại tỉnh Đồng Tháp, Cần Thơ giá heo hơi ở mức cao nhất toàn miền 62.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Sóc Trăng, Tây Ninh, Long An, Hậu Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Kiên Giang, Cà Mau, Trà Vinh. Bạc liêu được thu mua với mức 60.000, 61.000 đồng 1 kg, còn heo hơi tỉnh Bình Phước, Bình Dương, An Giang, Vĩnh Long, Tiền. Giang, Bến Tre ở mức thấp 58.000, 59.000 đồng 1 kg, như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giao động trong khoảng từ 58.000, .000, 62.000 đồng 1 kg.